Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nè mày. Ở video này thì Khả sẽ tiếp tục anh Evan cho anh em đọc cờ lon nha nè. Khả sẽ tiếp tục up anh em đọc cờ lon này lên 10x nha nè. Ok, Khả đã chuẩn bị đủ xu và nguyên liệu rồi. Vừa rồi mua 50k điện tống kim. Nói với lại mở được mỗi túi 1.000 cái rồi nè. Giờ Khả sẽ mua Khả ép anh em ơi. Khả sẽ mua sô-cô-la thường hạng này. 4.000 xu 1.000 cái nha nè. Đó. Đây. 1.000 cái rồi đúng không? Bây giờ Khả ép. Ghép bánh sinh nhật thường hàng. Ok, 1.000 cái này. Ok, đó, đầu đầu anh thôi nè. Và trước khi anh thì chúng ta cùng điểm lại một lần nữa cái nội dung phần thưởng như thế nào cho anh em xem nha. Đây, ok anh em, cho anh em xem này. Chúng thì phần thưởng thì nó cũng như nhau, như Evan cũ không khác gì nè. Túi nguyên liệu lúc nãy Khải mở ra rồi nè. Mở thứ 1.000 cái, trứng gà này, bơ này, bột mì này, đó. Còn cái đường cắt này thì mua 50k điểm tống kim. 50k điểm tống kim 1.000 cái. Rồi, sau khi anh thì sẽ có vật phẩm đô top cá nhân và vật phẩm top băng hội nữa. Rồi cái này là bánh thường thì không cần nói. Bánh thường thì 1.000 cái thì được 500 triệu. Bánh thường thì Khải không ăn nữa, tầm này Khải ăn bánh đặc biệt thường hạng rồi đó. 1.000 cái thì một cái trung bình 1 triệu thì 1.000 cái sẽ được 1 tỷ nữa nè. 1 tỷ niệm nè. Sau khi anh sẽ được lên bài boss xanh này, đặc biệt này, hôn binh này, thiệp này, thiệp của top băng hội cá nhân này. Rồi chủ yếu cái nến tiềm năng và kỹ năng này mà chủ yếu tìm hành cái này được cánh nhạc chính này nè. Rồi thì tinh hồng là bài bí kíp. Phú Dương Lộ, La Hán, Bằng Nhược, Sư Đờ, Thiên Thủ Lộ, Quá Tử, Thiên Sơn. Mấy cái này khá giống với Evan cũ không khác gì. Rồi sau khi tương đương người móc 250, 500 và 750 thì sẽ được thêm ít kinh nghiệm. Và sau khi đạt 1.000 cái thì sẽ được 100 triệu và vòng sáng. Lệnh bài boss sơ. Lúc nãy anh nghe mươi thì không có. Thẻ chuyển giới. Rồi sau khi mở được cái hộp túi này nữa, hình xuôi ngựa không bên này nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ăn nha em ơi. Đó, thử ép xong là giờ dứt lên nè. Úp cốc anh em đọc bùa anh em. Nói chung là này anh em đọc bùa, nói chung là tất cả dàn xe Khải anh sẽ chuẩn bị Khải úp hết nè. Đây nè, hôm nay Khải anh cũng nghe mươi rồi nè. Anh nghe mươi vòng sáng nó cũng giống như Evan cũ không khác gì luôn nè. Đó, nghe mươi rồi nè. Đó. Rồi, đó anh em đọc. Dứt. Úp cốc đây. Như đây. Bàn nhược. Nghìn cá như nè. Úp cốc chắc khoảng 100 cấp. Trời ơi, gần 100 cái chưa có gì luôn. Đâu nến tiềm năng kỹ năng là được anh em. Cứ cho một bộ nến tiềm năng kỹ năng như anh Ngày Mươi lúc nãy là không có lỗ nè. Cứ ra một bộ tiềm năng kỹ năng là auto lời kinh nghiệm nè. Auto lời kinh nghiệm luôn. Nói chung tầm này anh em mà không ăn Evan anh em lỗ sắp mặt luôn nè. Anh em thọt cấp với người ta, anh em thọt rất là đủ điều luôn nè. Anh em không ăn Evan thì chỉ có thọt thôi. Hôm nay xe Khải Khải ăn hết là anh em hiểu rồi. Gần 200 cái này. Một lần bài boss xanh. Này anh có hai lần bài boss anh em. Thảm gơ gốm sao thu giảm boss xanh tiếp. Ok, cố gắng kiếm khoảng tầm 20 lần bài boss mềm tiếp nè. Này phi tốc là ba sao thu giảm nến tiềm năng nến kỹ năng nến tiềm năng nến kỹ năng sự đời giang hồ. Trời này anh ngày cũng nghe mươi mà gần 15 bình thiên thổ lộ. Ảo thiệt sự, toàn thiên thổ lộ. Đấy, đốt xanh. Cho hai ba cái đặc biệt cũng được anh em. Hai ba cái đặc biệt cũng ngon lành đấy. Ừ, cấp. Anh em đang xem thì ủng hộ video Khải một like chia sẻ cho anh em. Nói chung mình chơi chơi máy server rồi anh em cũng biết rồi. Dù gì server kéo xe mà anh em. Anh chính anh thì phụ cũng phải ăn được nó theo kiểu cấp nữa có thể. Phụ nhau mà đánh anh em. Chứ nếu mà anh em ăn nhạc chính thôi, phụ không ăn đi. Ví dụ ạc 903, 103, 104 đi. Mày phụ có 80, 85 sao mà đánh được nè. Đồ đạc thì không nói đến rồi. Một viên lục thị tinh. Bàn nhược. Tiên thủ lộ. Rồi 500 cái này. 500 cái này chưa có con nến rồi luôn. Ảo quá. Cố gắng nến đi. Định bài phong đồ. Nến tiềm năng kỹ năng anh em ơi. Kiếm cho bộ đường chính mang cắn là ok lên nè. Tiên thủ lộ tiếp. Rồi, gần 600 cái này. Sáu trăm cái không có gì. Chủ yếu kiếm bộ nến với lại ít lần bài boss bè mình nè. Tốc cấp. Trời ơi, chưa có gì luôn. Đồ này anh gần cái rương đồ. Này anh mới có chút xíu rồi ta. Trời, Phục Duyên trùng quá trời. Bốn bình rồi. Tiền thổ lộ nữa. Áo quá. Phương tường.
Lần này đầu tư cho xe up cấp lên 10X rồi, chuẩn bị công thành rồi em ơi. Chuẩn bị công thành em ơi. 1 lần 7 bot. Bot xanh thường, đủ xanh. Mấy biển hơi hiếm nha. Up cấp 99. À, con này lên 10X là đẹp con này. Nến đâu, nến đâu? Nến đâu anh em? Trời ơi, anh gần 800 cái rồi. Không có cái nến nào luôn. Áo quá, áo quá, áo quá. Dương Dương, đại lý Dương Châu. Dương Châu. Nến đâu, nến đâu? Trong bộ nến đi. Lệnh bài bất sanh thường. Lục nằm bất sanh thường. Vàng nhiều. Đi tóc là bạo lệnh bài bất sanh thường. Uầy, hôm nay bất sanh thường nhiều nha. Đủ nến nào ta? Đủ nến, nến, nến đâu, nến đâu? Một viên lục thủy tinh nữa. À, đủ sanh. Con này chất lỗ sắp mạch rồi. Con này 4 kim lỗ, lỗ banh sát rồi. Không có gì rồi. Uầy, 3 viên lục thủy tinh, đậu xanh. Trời, không có cái nến nào luôn. Uầy, bãi nồi thiệt chứ. Uầy, về Phượng Thành Bắc giao dịch qua nè mà không có cái nến nào luôn. Áo, áo, áo thiệt chứ. Nến không? Trời ơi, má con này đen quá nè mà không có gì luôn. Rồi, tính tiền thế này nè mà. Con này được coi. 4 lần, 5 lần bài, 6 lần bài đựng K2 này. Lần bài thường nha nè. Chứ không phải đặc biệt nha. Đó, có lần bài, bên lần bài bot cho anh em xem. Rồi, 1 K2 này. Lục thị tinh thì 200 xu. 3 cục nữa là 600 nữa là K8. Nhưng tinh hồng thì 200 nữa đi, 2K. 2K, hết rồi. Đủ xanh con này nhỏ quá. Con này không có gì luôn nè, 2K thôi, không có gì luôn. Có phi tóc này, sao thường giãn, chả cái gì luôn. Phi tóc này, anh chả cái gì luôn. Rồi, 2K rồi đúng không? 2K là bao nhiêu tiền thua lỗ đây? 1, 2, 3, 4, 5. Cũng tương đối cũng tầm 15 bình nè. Hôm nay cái kia cũng 15 bình tiền thua lỗ ấy. 15 bình nữa cho 200 xu nữa đi. Trời ơi, mới có 2K2 thôi. Lỗ 1K máy. Lỗ 1K máy nha nè. Thằng này lỗ 1K máy nè. Không có gì. Lỗ 1K máy. Lỗ 1K máy bù lại được kinh nghiệm. Rồi, lỗ 1K máy nha nè. Thằng này lỗ 1K một kim máy á. Lỗ 1K máy. Thu lại coi có 1K2, 1K8. Khoảng 2K máy thôi nè. Lỗ 1K 8. Đúng rồi, lỗ 1K 8. Lỗ gần 2 kim. Một con ngựa ô vân đập cức. Mở làm thị tinh. Rồi ok. Làm thị tinh thì được thêm 200 xu nữa đây. Lỗ 2 kim này. Lỗ 2 kim. Rồi ok. Lỗ 2 kim là có thật. Lỗ 2 kim là có thật. Ok, dịch qua cho con lô. Quá này thì có lỗ này. Nói chung là thu lại chỉ được hơn 2 kim 2 thôi nè. Lỗ 2 kim. Ai mở tiếng hôn lộ lại, khói chọc rừng. Phi tóc, phi tóc. Mở tiếng hôn lộ ngoài. Cục gì? Sát không gian. Rồi ok. Anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho video Khả một like chia sẻ nè mày. Khả sẽ tiếp tục ăn một ảnh tiếp theo nè mày. Tiếp tục ăn thịt tiếp ảnh tiếp theo nha. Này lỗ, lỗ được bù lại được kinh nghiệm nè. Rồi. Cấp 2 cấp. Cấp.